cái diễn tiến sang ung thư. Và chúng ta đừng có chủ quan là chúng ta đã điều trị thành công vi khuẩn rồi là bệnh nhân hoàn toàn hết nguy cơ, nhưng mà chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết về những cái hướng dẫn trong vấn đề đánh giá cái tổn thương trên mô học để mà chúng ta có thể có những cái quyết định đúng trong vấn đề theo dõi và có những cái biện pháp mà điều trị, chẳng hạn như là phải cắt hết những cái niêm mạc mà đã có những cái hiện tượng loạn sản hoặc là chuyển sản độ cao, và có cái thời gian quan trọng để chúng ta theo dõi bệnh nhân để hạn chế những cái tiến triển lâu dài. Rồi. Bước sang cái chuẩn bị bước sang cái bài báo cáo thứ ba thì chúng tôi xin có một sự lưu ý là nếu các quý vị đồng nghiệp nào chúng ta có những cái câu hỏi cho các báo cáo viên thì chúng ta có thể đánh những câu hỏi vào trong cái ở phía dưới màn hình, nó có một cái khung gọi là Q&A, thì chúng ta sẽ đánh vào câu hỏi ở cái khung đó để mà các ban tổ chức người ta sẽ chọn ra một số những cái câu hỏi mà phù hợp và sẽ gửi đến các cái báo cáo viên để trả lời cho quý vị. Tiếp theo cái phần trình bày thì chúng tôi xin có một cái giới thiệu một cái chủ đề tiếp theo, đó là vai trò của thuốc ức chế bơm proton trong phác đồ tiệt trừ vi khuẩn Helicobacter pylori. Như là trong cái phần trình bày đầu tiên chúng tôi có nhấn mạnh là để đạt được cái hiệu quả thành công trong cái điều trị tiệt trừ vi khuẩn đó, thì thứ nhất là chúng ta cần phải có sự tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân cái việc tuân thủ điều trị, uống thuốc cho đúng phác đồ và phải chấp hành vấn đề mà thời gian điều trị ít nhất là 14 ngày. Thứ hai là chúng ta phải có một cái vấn đề là kiểm soát tốt cái axit trong dạ dày bằng cách là chúng ta phải sử dụng những cái PPI một cách hợp lý, hiệu quả và đúng đúng cách để nó đạt được cái kiểm soát axit. Vì cái axit này nó có thể ảnh hưởng trên cái kháng sinh mà chúng ta đang sử dụng. Vì vậy mà nếu chúng ta sử dụng mà không không đúng những cái thuốc ức chế tiết axit thì có thể làm tăng cái tỷ lệ thất bại điều trị. Và cuối cùng là chúng ta phải dựa vào cái kháng sinh đồ hoặc là cái tình hình mà nhạy cảm của kháng sinh của cái khu vực để chúng ta chọn ra cái phác đồ nào phù hợp dựa trên những nghiên cứu báo cáo trong nước để chúng ta biết là phác đồ nào còn hiệu quả thì chúng ta nên áp dụng, còn phác đồ nào đã bị kháng thuốc thì chúng ta nên hạn chế. Thì tiếp theo xin mời thạc sĩ bác sĩ Võ Huy Văn sẽ có một cái bài tiếp theo, đó là vai trò của thuốc ức chế bơm proton trong phác đồ tiệt trừ vi khuẩn Helicobacter pylori. Xin mời bác sĩ Võ Huy Văn. Em xin cảm ơn lời giới thiệu của thầy chủ tọa đoàn. Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị bác sĩ đồng nghiệp, hôm nay thì rất là vinh dự được đến đây để chia sẻ cùng quý đồng nghiệp cái bài về vai trò của PPI trong phác đồ tiệt trừ Helicobacter pylori. Chúng ta sử dụng PPI khá là nhiều trong thực hành lâm sàng với những cái chỉ định liên quan đến các bệnh lý tiêu hóa cũng như trong cái phác đồ tiệt trừ HP, nhưng mà không phải ai trong chúng ta cũng có thể hiểu được lý do tại sao chúng ta lại sử dụng PPI cũng như cái vai trò của PPI như thế nào trong cái phác đồ tiệt trừ Helicobacter pylori. Chúng tôi xin được sơ lược về cái cấu tạo của vi khuẩn Helicobacter pylori để từ đó cho chúng ta thấy được tại sao vi khuẩn nó có thể sống được trong môi trường axit của dạ dày và nó có cơ chế làm sao để nó có thể gây ra những cái tổn thương của niêm mạc dạ dày tá tràng. Chúng ta thấy là vi khuẩn Helicobacter pylori đó là một khi trực khuẩn gram âm phi hiếu khí, nó có những cái nhung mao, những cái vi nhung mao flagella để nó giúp cho vi khuẩn di chuyển một cách dễ dàng trong dạ dày. Nó có thể tiết ra một cái men rất là quan trọng, đó là men urease để nó trung hòa axit dạ dày để bảo vệ vi khuẩn khỏi sự tác động của axit dạ dày. Nó những cái có những cái cấu trúc như là lipopolysaccharide hoặc là những cái protein ở mặt ngoài vách tế bào vi khuẩn để nó giúp cho vi khuẩn có thể bám dính vào trong cái tế bào niêm mạc của dạ dày. Ngoài ra thì vi khuẩn Helicobacter pylori nó có thể tiết ra những cái độc tố, chúng ta thấy đây đó là những cái độc tố ngoại sinh hay gọi là những cái ngoại độc tố PAT-A hoặc là những cái enzyme như là những cái mucinase, protease hoặc là lipase. Những cái enzyme này và những cái độc tố này nó sẽ gây tổn thương niêm mạc dạ dày, gây ra những tổn thương như là viêm loét dạ dày tá tràng. Ngoài ra thì vi khuẩn Helicobacter pylori nó còn có thể tiết vào trong cái tế bào biểu mô niêm mạc dạ dày những cái nội độc tố thông qua một cái hệ thống bài tiết tiếp 4. Nó sẽ tiết vào trong tế bào biểu mô niêm mạc dạ dày những cái độc tố là CAG. Chính những cái độc tố này nó sẽ gây ra cái tình trạng viêm, nó gây ra một cái sự ức chế cái chết tế bào theo chương trình và nó làm cái tế bào biểu mô niêm mạc dạ dày tăng sinh quá mức không kiểm soát được và gây ra cái tình trạng là ung thư biểu mô niêm mạc dạ dày.
Chúng ta nhìn lại về cái cơ chế tại sao vi khuẩn có thể sống sót được trong môi trường axit dạ dày và nó gây ra cái tổn thương niêm mạc dạ dày. Khi mà một người bị nhiễm Helicobacter pylori thì vi khuẩn Helicobacter pylori nó sẽ nhờ những cái vi nhung mao, nó sẽ di chuyển rất là nhanh từ cái môi trường axit của dạ dày ở trong lòng dạ dày với pH dao động khoảng 1 đến 2, nó đi vào trong cái lớp nhầy của biểu mô niêm mạc dạ dày với pH trung tính. Và nó sẽ bám dính vào trong cái tế bào biểu mô niêm mạc dạ dày nhờ những cấu trúc như là lipopolysaccharide hoặc là những cái protein. Bên cạnh đó thì nó sẽ tiết ra một cái men rất là quan trọng, đó là men urease. Urease này nó sẽ thủy phân ure để tạo NH3. Nó sẽ giúp trung hòa cái môi trường axit xung quanh và nó tạo một cái môi trường pH khá là trung tính xung quanh cái con vi khuẩn Helicobacter pylori này để giúp cho vi khuẩn có thể sinh sống và sinh sôi phát triển. Thì sau khi nó tạo được một cái môi trường pH trung tính xung quanh của HB thì HB sẽ sinh sôi nảy phát triển và nó sẽ lôi kéo những HB ở những vị trí khác đến tập hợp lại và nó tạo thành một cái tổ chức, một cái cấu trúc mà gần đây chúng ta hay nhắc đến, đó là cái màng biofilm. Nó sẽ làm cho tăng cái sự đề kháng của vi khuẩn đối với sự tác động của kháng sinh, và sau khi đã bám dính lại cái vị trí của tế bào biểu mô niêm mạc dạ dày, vi khuẩn đã sinh sôi phát triển rồi thì nó bắt đầu nó tiết ra những cái men, những cái độc tố, ngoại độc tố, nội độc tố, và nó gây ra tổn thương niêm mạc dạ dày qua nhiều cơ chế gây loét dạ dày tá tràng cũng như là cái ung thư dạ dày. Như vậy thì một kháng sinh để mà có được tác động lên cái vi khuẩn Helicobacter pylori thì bên cạnh kháng sinh đó nó còn nhạy cảm, thì nó thứ nhất là nó phải ít bị ảnh hưởng bởi cái môi trường pH của dạ dày và nó phải thấm nhập vào trong cái lớp niêm mạc dạ dày đến cái vị trí mà vi khuẩn Helicobacter pylori sinh sống với cái nồng độ đủ cao, từ đó thì nó mới có tác dụng diệt khuẩn. Chúng ta biết được rằng trên 80% bệnh nhân nhiễm Helicobacter pylori đó là ở cái thể không có triệu chứng hoặc là một cái viêm mạn tính. Có khoảng 15-20% bệnh nhân sẽ tiến triển đến một cái viêm teo niêm mạc dạ dày, một cái chuyển soạn ruột hoặc một cái loét dạ dày tá tràng, và chỉ có khoảng 1% bệnh nhân sẽ có cái tình trạng là ung thư dạ dày hoặc là một cái Ullmann lymphoma. Chúng ta đã rất là quen thuộc với những cái chỉ định điều trị Helicobacter pylori, và những cái chỉ định này nó cũng khá là tương đồng giữa những cái khuyến cáo của Việt Nam cũng như là những cái khuyến cáo của Hiệp hội tiêu hóa trên thế giới. Nhìn lại về cái tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori trên thế giới thì chúng ta thấy được là hơn 50% dân số thế giới đã nhiễm Helicobacter pylori, và con số hiện nay được ước tính bởi những cái nghiên cứu về dịch tễ học cho thấy là hơn 4,4 tỷ người trên thế giới đã nhiễm HB. Ở tại Việt Nam thì các nghiên cứu gần đây cho thấy là có khoảng 70% dân số Việt Nam nhiễm HB. Chúng ta ước tính cái dân số Việt Nam hiện nay là khoảng 100 triệu dân, thì như vậy có khoảng 70% người Việt Nam sẽ bị nhiễm HB. Và song song với cái tỷ lệ nhiễm HB cao như vậy thì cái tỷ lệ đề kháng kháng sinh của HB ở tại châu Á cũng như tại Việt Nam, qua bài báo cáo của Phó Giáo sư Bùi Hoàng, chúng ta thấy được là cái tỷ lệ nó càng ngày càng gia tăng, và cái tỷ lệ tiệt trừ thất bại của các phác đồ chúng ta sử dụng hiện nay cũng đang gia tăng. Chúng ta biết được là cái nguyên nhân thất bại của tiệt trừ HB bao gồm ba cái nhóm nguyên nhân chính. Chúng ta nói nhiều đến cái việc tuân thủ của bệnh, điều trị của bệnh nhân kém, nó làm giảm cái hiệu quả trong cái phác đồ tiệt trừ HB. Chúng ta nói nhiều hơn đến cái việc sử dụng kháng sinh không đúng cách, cũng như là cái tình hình đề kháng kháng sinh đang ngày càng gia tăng hiện nay, và nó chính là cái nguyên nhân chính dẫn đến cái việc tiệt trừ HB thất bại. Nhưng mà chúng ta lại ít quan tâm đến cái việc ức chế toan. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy là cái việc ức chế toan không tốt nó góp phần vào cái việc thất bại trong tiệt trừ HB. Thì để chứng minh cho cái luận điểm đó là cái việc ức chế toan nó có ảnh hưởng đến các phác đồ tiệt trừ HB, thì chúng ta hãy nhìn vào cái sơ đồ biểu thị bởi các nghiên cứu sau đây. Các nghiên cứu khi họ so sánh giữa hai nhóm điều trị HB, một nhóm là sử dụng kháng sinh đơn thuần biểu hiện bằng cái cột màu xanh lá cây, và một nhóm sử dụng kháng sinh kết hợp với lại BBI, một cái thuốc ức chế toan mạnh hiện nay, đó là biểu hiện bằng cái cột màu vàng. Thì chúng ta có thể thấy được là bất kể nghiên cứu nào, bất kể kháng sinh chúng ta dùng là như thế nào, bất kể chúng ta phối hợp kháng sinh như thế nào, thì nếu như chúng ta không phối hợp với lại BBI thì cái tỷ lệ tiệt trừ của những bệnh nhân đó lúc nào cũng rất là thấp, và nó thấp hơn rất là nhiều so với việc chúng ta kết hợp thêm với BBI, và sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Như vậy thì cái việc kiểm soát axit tốt nó là một cái điều kiện tiên quyết để nó tăng cái hiệu quả của cái phác đồ tiệt trừ Helicobacter pylori. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra đó là như vậy thì cái cơ chế làm sao mà BBI nó lại giúp tăng cái hiệu quả trong cái phác đồ tiệt trừ Helicobacter pylori. Thì đây là cái slide quan trọng nhất trong bài trình bày hôm nay, bởi vì nó sẽ mô tả cho chúng ta thấy được cái vai trò nền tảng của BBI trong cái phác đồ tiệt trừ Helicobacter pylori.
chúng ta biết được đó là BBI nó ức chế bơm proton hay là cái bơm H cộng K cộng atomize, và nó sẽ tạo môi trường pH trung tính. Chính cái việc tạo môi trường pH trung tính này nó rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ có vai trò hiệp đồng với các kháng sinh trong cái tiệt trừ Helicobacter pylori bởi nhiều cơ chế sau đây. Nó sẽ giúp ổn định nồng độ của kháng sinh ở trong môi trường axit dạ dày, nó làm tăng tính thấm của kháng sinh trong cái lớp chất nhầy của biểu mô niêm mạc dạ dày, nó làm giảm cái nồng độ chế tối thiểu của HB đối với lại kháng sinh đó, và nó làm tăng cái mức độ nhạy cảm của HB với kháng sinh. Ngoài ra thì ở các nghiên cứu in vitro thì cho thấy bản thân BBI nó cũng có một cái hoạt tính kháng khuẩn đối với lại HB. Thì chúng tôi cũng xin điểm qua lại về cái cơ chế và cái vai trò hiệp đồng của BBI trong cái việc trong các đồ tiệt trừ Helicobacter pylori. Thì chúng ta biết được là các kháng sinh chúng ta sử dụng bằng đường uống, thì sau khi được uống vào thì các kháng sinh này nó sẽ chịu tác động bởi cái môi trường pH rất là axit của dạ dày. Chỉ có những cái kháng sinh nào mà nó khá là bền với lại môi trường pH axit, cụ thể là metronidazole hoặc là tetracycline, thì nó mới không ảnh hưởng đến cái thời gian bán hủy của thuốc. Các nghiên cứu cho thấy là đối với metronidazole thì cái thời gian bán hủy của nó không thay đổi khi mà pH nó dao động từ 2 đến 7, và thời gian bán hủy này có thể lên đến hơn 800 giờ. Ngược lại thì amoxicillin và đặc biệt là clarithromycin là hai cái kháng sinh mà nó rất nhạy với lại pH axit. Với pH dưới 4 thì cái thời gian bán hủy của những cái kháng sinh này bị giảm rõ rệt. Các nghiên cứu cho thấy là đối với pH càng giảm, cụ thể ví dụ như pH bằng 2, thì cái thời gian bán hủy của amoxicillin chỉ còn khoảng 15 giờ và của clarithromycin thậm chí chỉ còn khoảng 1 giờ. Ngược lại, nếu chúng ta tăng pH trên 4 thì nồng độ của các kháng sinh này sẽ được ổn định, và cụ thể nếu chúng ta tăng được pH lên trên 7 thì cái thời gian bán hủy của cả hai kháng sinh này đã đạt được trên 68 giờ. Như vậy chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của việc tăng cái nồng độ pH, nó sẽ giúp ổn định nồng độ kháng sinh trong cái phác đồ tiệt trừ HB. Như đã trình bày ở trên thì dù chúng ta sử dụng kháng sinh bằng đường uống, thì dù kháng sinh đó nó có các tác dụng tại chỗ hay nó hấp thu vào trong máu và nó đến biểu mô niêm mạc dạ dày, thì cái điều kiện tiên quyết là cái kháng sinh đó nó phải thấm được vào cái lớp chất nhầy của biểu mô niêm mạc dạ dày với cái nồng độ đủ để mà nó có hoạt tính tiêu diệt HB. Thì các nghiên cứu so sánh giữa hai cái nhóm, một nhóm sử dụng kháng sinh đơn thuần và một nhóm sử dụng kháng sinh với lại một cái BBI, thì hầu hết tất cả các nghiên cứu đều cho thấy được là cái nhóm mà sử dụng kháng sinh kết hợp với lại một cái BBI thì họ đo được cái nồng độ kháng sinh tại cái mô cũng như là tại cái lớp chất nhầy của biểu mô niêm mạc dạ dày, thì cái nhóm đó nó sẽ có cái nồng độ cao hơn rất nhiều và có những thống kê. Như vậy cái kết luận của những nghiên cứu này cho thấy việc sử dụng BBI kèm theo với kháng sinh nó sẽ làm tăng cái nồng độ của kháng sinh đó trong cái lớp mô và lớp nhầy của niêm mạc dạ dày để nó làm tăng cái hiệu quả của tiệt trừ HB. Khi nói đến cái tình trạng đề kháng kháng sinh thì chúng ta hay nói đến cái chỉ số đó là nồng độ ức chế tối thiểu. Đối với HB thì cũng tương tự như vậy. Chúng ta biết được là đối với những cái vi khuẩn thông thường thì cái nồng độ ức chế tối thiểu thì nó không có bị ảnh hưởng bởi cái sự thay đổi của pH dạ dày. Tuy nhiên đối với HB, một cái vi khuẩn sống trong cái lớp nhầy của niêm mạc dạ dày, thì cái nồng độ ức chế tối thiểu của kháng sinh đối với HB nó lại thay đổi khá là nhiều và nó phụ thuộc vào cái sự thay đổi của cái pH dạ dày. Trong các nghiên cứu thì chỉ có duy nhất một cái kháng sinh đó là metronidazole, thì cái nồng độ ức chế tối thiểu của cái kháng sinh này đối với HB thì nó khá là hạn định với cái sự thay đổi của pH dạ dày. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy được là với cái sự thay đổi pH dạ dày theo cái hướng là pH càng tăng thì cái MIC có nghĩa là cái nồng độ ức chế tối thiểu của kháng sinh đối với HB nó càng giảm. Như vậy nếu chúng ta càng tăng được cái pH dạ dày thì cái vi khuẩn nó sẽ càng nhạy hơn với kháng sinh mà chúng ta sử dụng. Một cái vai trò quan trọng nữa của BBI đó là nó làm tăng cái sự nhạy cảm của HB với lại kháng sinh. Chúng ta biết được là HB nó sống được trong môi trường axit của dạ dày. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, thật sự HB nó là một cái vi khuẩn nó ưa cái môi trường trung tính hoặc là hơi kiềm. Do đó mà để mà sinh sôi nảy nở hoặc là để nhân đôi lên thì HB nó cần một cái môi trường pH từ 6 đến 8. Đó là cái môi trường được xem như là thuận lợi nhất để mà HB nó sẽ chuyển từ cái dạng không hoạt động sang cái dạng hoạt động và nhân đôi lên. Chúng ta biết được là một số kháng sinh của chúng ta trong cái phác đồ tiệt trừ HB, mà đặc biệt ở đây đó là amoxicillin và clarithromycin, thì cơ chế tác dụng của những kháng sinh này nó phải tác động vào cái giai đoạn mà vi khuẩn HB nhân đôi lên thì nó mới có hiệu quả. Nếu như chúng ta sử dụng những kháng sinh này nhưng mà cái pH trong dạ dày nó dưới 6 thì cái hiệu quả ức chế hoặc là cái hiệu quả diệt khuẩn của những kháng sinh này gần như là không có. Do đó mà
cái việc mà chúng ta nâng pH lên từ 6 đến 8 nó sẽ giúp cho cái HB nó nhạy cảm với những cái loại kháng sinh này. Một cái điều lý thú nữa là mặc dù BBI không phải là một cái loại kháng sinh, tuy nhiên nhờ cái gốc benzimidazole mà những cái nghiên cứu in vitro cho thấy được đó là bản thân BBI nó có khả năng ức chế sự phát triển của cái vi khuẩn Helicobacter pylori. Do đó mà những cái nghiên cứu họ ghi nhận được là BBI nó có một cái hoạt tính kháng HB yếu với MIC 50 khá là cao, khoảng là 12.5 cho đến 50 microgram trên lít. Ngoài ra thì BBI nó có khả năng ức chế cái sự tiết urease và cái sự chiết ức chế men ATPase của HB. Và không chỉ ở trong cái những chú in vitro thì cũng có một số nghiên cứu in vivo họ so sánh giữa cái việc mà chúng ta sử dụng BBI kết hợp với lại kháng sinh so với sử dụng BBI đơn thuần thì liệu là nó có hay có nó có sự khác biệt gì hay không. Chúng ta thấy được cái cột màu xanh lá cây đây đó là cái cột mà bệnh nhân sử dụng BBI đơn thuần. Dĩ nhiên là cái tỷ lệ tiệt trừ HB của việc sử dụng cái BBI đơn thuần nó rất là thấp, nó khoảng 3 đến 4%. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy được là bản thân BBI nó cũng có khả năng ức chế một phần nào đó cái sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori. Cái phần trình bày cuối cùng hôm nay thì chúng tôi cũng xin đưa ra một cái luận điểm, đó là như vậy thì chúng ta nên chọn lựa BBI nào trong cái phác đồ tiệt trừ Helicobacter pylori. Chúng ta biết được là BBI nó có thể ức chế không hồi phục ở cái bơm proton, cái bơm H cộng K cộng ATPase bằng cách là nó sẽ gắn vào những cái cysteine trên cái cấu tạo của cái bơm đó. Thì tùy theo cái BBI mà cái vị trí gắn với các cysteine nó có khác nhau. Cụ thể chúng ta thấy được đó là cysteine 813 nó nằm ở vị trí này, thì hầu như tất cả những BBI nào nó đều có thể gắn vào cái cysteine 813. Tuy nhiên cái cysteine 813 là một cái cysteine nó nằm khá là nông và ở phía ngoài của cái bơm proton, dẫn đến là cái liên kết này nó khá là yếu. Cysteine 822 là một cái cysteine nó nằm ở sâu trong cái cấu tạo của cái bơm proton. Do đó khi mà gắn kết vào cysteine 822 thì được nó được xem là cái liên kết khá là bền chặt và nó khó bị phá hủy, dẫn đến là nó làm kéo dài cái thời gian ức chế tiết axit của bơm proton. Cái điều này và cái BBI có thể gắn vào cái cysteine 822 này đó là cái pantoprazole, và điều này cũng được chứng minh bởi các nghiên cứu khi mà so sánh cái mức độ phục hồi của cái bơm proton khi mà chúng ta sử dụng những cái loại BBI khác nhau, thì cho thấy những bệnh nhân nào sử dụng pantoprazole á thì cái mức độ phục hồi bơm proton theo thời gian nó sẽ chậm hơn và nó thấp hơn so với khi chúng ta sử dụng các cái BBI khác. Bên cạnh đó thì cái nồng độ của BBI trong huyết tương nó cũng quyết định cái hiệu quả ức chế tiết axit. Khi mà nghiên cứu so sánh giữa những cái loại BBI khác nhau thì chúng ta thấy được là cái nồng độ trong huyết tương của pantoprazole biểu hiện bằng cái diện tích dưới đường cong nó khá là cao và nó hằng định theo thời gian so với những cái BBI khác. Từ đó có thể cho thấy pantoprazole có một cái hiệu quả ức chế tiết axit khá là tốt. Một cái vấn đề mà chúng ta hay bàn đến trên thực hành lâm sàng đó là cái tính đa hình của cái gen CYP2C19. Câu hỏi được đặt ra đó là như vậy thì cái tính đa hình của cái gen CYP2C19 nó có ảnh hưởng đến cái khả năng tiệt trừ HB không? Câu trả lời ở đây là có. Chúng ta biết được là có ba cái kiểu hình của CYP2C19 tùy thuộc vào kiểu gen của bệnh nhân, đó là kiểu hình chuyển hóa nhanh, kiểu hình chuyển hóa trung gian hay là kiểu hình chuyển hóa chậm. Chúng ta biết là BBI nó chuyển hóa chính qua cái hệ thống men cytochrome P450 ở gan, trong đó cái enzyme quan trọng nhất đó là CYP2C19. Thì BBI ở dạng hoạt động nó sẽ được chuyển hóa qua cái CYP2C19 này sang cái dạng không hoạt động và nó sẽ thải ra ngoài qua đường tiết niệu. Thì đối với những người có kiểu hình chuyển hóa nhanh thì cái BBI nó sẽ chuyển hóa từ cái dạng hoạt động sang dạng không hoạt động khá là nhanh và nó làm giảm nồng độ của BBI trong máu, dẫn đến là nó giảm cái khả năng chế tiết axit và nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả của phác đồ tiệt trừ HB. Và điều này không chỉ được thông qua bởi cái những lý luận mà được chứng minh bởi những cái nghiên cứu khi họ so sánh cái tỷ lệ tiệt trừ Helicobacter pylori ở những người có những kiểu hình khác nhau với cùng một phác đồ điều trị. Thì chúng ta có thể thấy được là những bệnh nhân có cái kiểu hình chuyển hóa nhanh thì cái phác đồ tiệt trừ HB nó khá là cho một cái kết quả khá là thấp với cái tỷ lệ tiệt trừ thành công dao động khoảng 70 đến 80%. Trong khi những bệnh nhân có kiểu hình chuyển hóa chậm thì cái tỷ lệ tiệt trừ HB lên đến hơn 90%. Như vậy thì cái kiểu hình chuyển hóa của CYP2C19 nó tại Việt Nam là như thế nào? Thì hiện nay cũng đã có một số nghiên cứu
đánh giá cái kiểu hình của xếp hạng C19 trên dân số Việt Nam thì hầu như các nghiên cứu đều đưa ra một cái kết quả khá là tương đồng nhau. Đó là gì? Đó là cái kiểu hình chuyển hóa nhanh và cái kiểu hình chuyển hóa trung bình hay là chuyển hóa trung gian trong cái dân số Việt Nam nó chiếm tỷ lệ ưu thế, với cái con số dao động khoảng quanh quanh khoảng 40 cho đến 50% tùy theo nghiên cứu. Và các kiểu hình chuyển hóa chậm của các nghiên cứu ghi nhận được là dao động đâu đó khoảng từ 5 đến 10% mà thôi. Cái vấn đề sự thay đổi về kiểu hình xếp hạng C19 nó ảnh hưởng đến cái khả năng tiệt trừ HP, nó cũng được nhắc rất là nhiều trong những cái khuyến cáo trên thế giới cũng như là ở tại Việt Nam. Và Hội khoa học tiêu hóa Việt Nam thì cũng đưa ra một khuyến cáo, đó là gì? Đó là nếu như chúng ta sử dụng BBI trong phác đồ tiệt trừ HP, bởi vì trên thực hành lâm sàng thì không ai lại xét nghiệm để đánh giá bệnh nhân này có kiểu hình chuyển hóa gì. Do đó để có thể làm giảm được cái sự ảnh hưởng của cái kiểu hình xếp 2C19 trong cái việc sử dụng ức chế bơm proton thì chúng ta nên chọn những BBI nào có chuyển hóa ít qua xếp 2C19, hoặc là chúng ta tăng cái liều bơm proton lên 2 lần một ngày với liều cao thì chúng ta có thể vượt qua được cái sự ảnh hưởng của cái kiểu hình xếp 2C19 trong cái chuyển hóa của bơm proton. Một cái vấn đề nữa đó là bơm proton thì những cái bơm proton nào có cái ức chế bơm proton nào có cái ái lực với lại xếp 2C19 càng thấp thì nó càng ít bị ảnh hưởng bởi kiểu hình chuyển hóa xếp 2C19. Thì các nghiên cứu ghi nhận được là cái ái lực của xếp 2C19 với pantoprazole biểu hiện bởi cái hằng số Ki, là cái hằng số Ki này nó cao nhất so với những cái bơm proton khác, chứng tỏ cái ái lực đối với lại pantoprazole đối với xếp 2C19 là nó thấp nhất. Do đó pantoprazole mặc dù nó chuyển hóa chính qua xếp 2C19, tuy nhiên cái ái lực của nó rất là thấp, do đó nó ít bị ảnh hưởng bởi cái kiểu hình chuyển hóa của xếp 2C19. Để tóm tắt lại cho bài trình bày hôm nay thì tôi cũng xin đưa ra được một số kết luận sau đây. Thứ nhất, cái việc nhiễm Helicobacter pylori đó là một cái bệnh lý thường gặp và nó là cái gánh nặng cho cái y tế Việt Nam. Việc sử dụng BBI là bắt buộc trong cái phác đồ tiệt trừ HP, bởi vì BBI nó có một số cái vai trò sau đây: nó giúp ổn định nồng độ kháng sinh trong cái môi trường pH dạ dày, nó tăng tính thấm của kháng sinh trong cái lớp nhầy của biểu mô niêm mạc dạ dày, nó giúp làm giảm cái nồng độ chế tối thiểu của kháng sinh đối với HP và nó tăng tính nhạy cảm của HP đối với cái kháng sinh. Ngoài ra thì bản thân BBI nó cũng có một cái hoạt tính kháng khuẩn mặc dù là yếu đối với lại HP. Trên cái khuyến cáo hiện nay thì chưa có một cái BBI nào được khuyến cáo là tốt hơn BBI nào trong việc chọn lựa ở những cái phác đồ tiệt trừ HP. Do đó thật ra trên thực hành lâm sàng chúng ta có thể sử dụng bất cứ loại BBI nào trong các phác đồ tiệt trừ HP, và trong đó pantoprazole có thể là một cái BBI mà chúng ta xem xét cân nhắc sử dụng, bởi vì các nghiên cứu cho thấy hiệu quả nó cao và nó ít bị ảnh hưởng bởi cái chuyển hóa qua cái hệ thống gen, hệ thống men xếp 2C19. Dạ, phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp ạ.